Hey, chào các bạn. Chào mọi người. Hôm nay mình mời một em sinh viên ở trường Troy đến nói chuyện với mình về cái vấn đề là xin học bổng và cái việc học trong quá trình đại học ở đây như thế nào. Thì mình có biết bạn này cũng mới đây thôi, mình qua đây 2 năm mới biết. Cũng qua một cái dịp tình cờ là bạn ấy nhờ mình đi xem xe hộ. Ok. Thì mình cũng tìm hiểu sơ sơ cái các em học sinh viên ở đây và cũng có khá nhiều em nhận học bổng từ từ Troy. Vâng, đúng rồi. Thì trước tiên để bắt đầu câu chuyện thì em có thể giới thiệu sơ về bản thân được không? Và em có thể giới thiệu luôn là cái con đường nó dẫn em đến Troy nó như thế nào? Dạ vâng. Xin chào mọi người. Em là Tiến Anh ạ. Em là sinh viên năm tư ngành môi trường ở Troy. Thì lúc hồi em apply qua đại học ở Mỹ thì em có apply sơ sơ khoảng 30 trường. Thì nói chung là em được nhận thư gọi từ khá, nhưng mà hầu như các trường nó cho em financial aid không đủ để em có thể qua đại học. Thì cho cũng là một trong khoảng 3 đến 4 trường mà cho em financial aid gọi là vừa đủ với điều kiện kinh tế gia đình, cho nên là đó cũng là một phần mà lý do em chọn Troy để qua đại học. Và cũng em lúc đầu thì cũng không có nghĩ là Troy sẽ là nơi em học trong 4 năm nay đâu. Thì nhưng mà sau đấy thì cũng có một cái suy nghĩ, đó là thực sự mình không nhất thiết là phải học ở một cái trường nào đó, mình phải đổ 10-15 ngàn, mình chỉ cần cái vấn đề quan trọng của mình là cứ phải đặt chân để qua nước Mỹ đã. Rồi sau đó thì từ đó sẽ gọi là tất cả nhờ bản thân mình thôi, cứ từ đó mà phát triển bản thân. Thầy thì nói chung thầy rất thích cái câu em vừa nói, đó là cứ đặt chân đến Mỹ thì cơ hội nó sẽ đến. Thì thật sự là có rất nhiều người người ta nói với thầy cái câu đó rồi, và nhiều người đã thành công, tức là trong số những người mà đang ở Mỹ xin được việc ở Mỹ. Cái thái độ và cái suy nghĩ của mình nó rất là quan trọng. Nhưng là cái việc xin học bổng undergrad nó rất là khó, theo quan điểm của thầy ấy, khi mình xin lên master hoặc là xin PhD thì cái độ khó về chuyên sâu nó sẽ khó hơn, nhưng mà về cái độ khó được học bổng thì nó sẽ giảm đi. Đúng đó. Nên là dù gì thì được miễn học phí coi như là tốt rồi, đúng không? Thì có một số cái điểm lưu ý gì mà khi em nộp hồ sơ làm học bổng không? Thì mình cứ gọi là cố gắng cái điểm GPA của mình cao nhất có thể này. Ở Việt Nam theo thang điểm 10 thì em nghĩ tầm 9 phải, cứ 9 phải được. Thì convert của điểm đấy khoảng 3.6, 3.7 thì điểm cũng khá ổn. Cố gắng thi điểm cao ở TOEFL, cái SAT cũng là một điểm mạnh. Trong bài essay cố gắng thể hiện bản thân nữa. Đó là cái nên lưu ý. Rồi khi mà apply thì apply càng nhiều càng tốt. Đấy là một cái lời khuyên. Càng nhiều càng tốt, gọi là cho mình nhiều cái lựa chọn. Đúng rồi. Nên thật ra thì cái mà khi mà em nói em chia sẻ chỉ 50%, có nghĩa là cái tiền giảm tiền học phí ấy, nó làm thầy nhớ đến trường hợp một cô bé mà thầy phỏng vấn. Cô đấy bây giờ nói là cô bé nhưng mà cô bây giờ làm tiến sĩ toán rồi. Cô xin được học bổng qua một cái trường chỉ có được 40-60% đó thôi, mà học bổng bỏ ngang ấy, đang học đại học ở nhà, đang học ngoại thương ở nhà năm 3 bỏ ngang xin qua, sau đó là qua học ở cái trường chưa tới 2.000 sinh viên. Rồi sau đó cứ thế mà đi học lên, học tiến sĩ, rồi bây giờ là có việc đàng hoàng ở công ty Mỹ và giờ sống ở đây rồi. Rất là thành công. Cho nên là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ hôm nay nó sẽ nhấn mạnh vào cái chỗ là cái trường học nó không quá là quan trọng. Đó. Bởi vì cái chương trình từ cái phương diện thầy đi dạy thì thầy biết rằng cái chương trình undergrad, chương trình đại học ở gần như các trường thì nó đều như nhau cả. Thậm chí những trường nhỏ có những chương trình đại học cũng rất là tốt. Khi mà em qua Troy em học thì và bây giờ gần như là sau 3 năm đến năm thứ 4 rồi, thì em thấy là nó có những cái điều gì đáng lưu ý mà lẽ ra em cần phải biết từ năm 1. Tại cái đó nó rất là quan trọng đối với những người đi học. Thì những cái điều đáng lưu ý quan trọng nhất chính là đừng chỉ chú tâm vào việc học. Đương nhiên học nó rất là quan trọng, nhưng mà ngoài cái việc học mà để mình xin được việc rồi xin được lên học master hoặc là PhD ở Mỹ thì
nó không cần chỉ mỗi cái GPA, nó cần có thể là một chút hoạt động ngoại khóa để thấy bản thân mình năng nổ như nào, rồi nó cần một vài cái nghiên cứu, một vài cái publication và cả một vài cái presentation để thể hiện được cái, những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của bản thân mình đã tích lũy được sau 4 năm đó. Những cái em thấy thì những cái đó là hồi xưa lúc em qua thì em bắt đầu nhận thức ra được cái chuyện đấy nó từ lúc nào? Thì tầm đầu năm 3, lúc mà em bắt đầu là gọi là bắt đầu quen biết được một thầy ở trong cái department này thì bắt đầu nhận thức được cái điều đó. Tại vì năm 1, năm 2 em qua đây nó rất là mơ hồ. Lúc đầu em chỉ nghĩ là mình cứ học thôi, học hết 4 năm rồi cố gắng được GPA cao. Thì giống như cái tư duy người Việt mình là phải học thi điểm cho cao. Đúng rồi. Mà đúng là thực sự đầu năm 3 khi mà em gặp thầy thì em nhận ra nhiều thứ, với cả nó cũng cho thấy bản thân mình nó không chỉ là mỗi học, tại vì là em vừa học vừa nghiên cứu mà vừa đi internship nữa, cho nên là em vẫn thấy em nói chung cái kỹ năng time management cũng khá quan trọng. Em vẫn có thể điều khiển mọi thứ thì mọi thứ vẫn đang khá là ổn. Tức là theo như thầy hiểu là em cũng có một phần hối tiếc, bởi vì bắt đầu qua năm thứ 3 em mới nhận thức được cái chuyện đó. Đúng rồi. Nên thật ra thì thầy cũng nói trong vài video, thầy nói là cái chuyện khi mà nó rất là hay chỗ là khi người Mỹ người ta nhận hồ sơ xin học bổng ấy thì người ta cũng sẽ không nhìn vào cái điểm thì nghĩa quan trọng, nhưng mà cái đó không phải là quyết định. Đúng rồi. Và khi mà đi xin việc là đi xin là học ở cái trường grad school thì cái chuyện đó nó cũng phải là không phải là số 1 đó. Cho nên là đó là những cái ngộ nhận mà người học ấy. Đúng rồi. Người ta không nắm được, và cuối cùng là giống như em bị trễ, và em cảm giác là thầy cũng cảm giác như vậy là bắt đầu trễ. Tuy nhiên là em vớt vát được năm thứ 3, tức là năm vừa rồi đây đúng không? Đúng rồi, năm vừa rồi. Thì qua em có thể kể sơ qua cái việc học của em năm vừa rồi nó chuyển biến tích cực về chất và về lượng nó như thế nào không? Dạ vâng. Những cái mà em vừa nói. Thì đúng là năm vừa rồi thì đúng là em cũng không chỉ học, không chỉ tiếp thu kiến thức trên lớp mà cũng em cũng làm được nghiên cứu với thầy. Cũng gọi là thu thập được thêm nhiều cái kỹ năng làm việc ở bên ngoài, ở field work, rồi cũng thêm được những cái kỹ năng viết lách trong cái môi trường khoa học, rồi cũng gọi là thêm kỹ năng đọc những cái gọi là scientific papers mà trước đó thì em không bao giờ làm, rồi em có đi thuyết trình về cái nghiên cứu em một cái conference ở Memphis. Ok. Thầy nghĩ có một cái quan trọng khi mà sinh viên bắt đầu nghiên cứu là cách tiếp cận với thầy giáo. Đúng rồi. Làm sao mà để khởi đầu được. Đúng thế rồi. Thì em khởi đầu với chuyện đó như thế nào? Thì cũng khá tình cờ là năm 2 thì em có quen được một người bạn Ấn Độ. Thì lúc đầu em không có biết gì về nghiên cứu hết á. Nhưng mà đến năm 3 thì em bắt đầu em cảm thấy mình cần cái gì đó cho cái công việc của mình. Cho nên là em có nói chuyện với đứa bạn thì nó bảo nó làm nghiên cứu với thầy này. Rồi nó cũng giới thiệu em đi nói chuyện thử với thầy này xem sao. Thì cái đó là em thấy nó cũng khá quan trọng. Thì mình gọi là, tại vì đây là cái việc mình cần làm, cho nên là cần là có một cái gọi là mình phải tự đi tìm cơ hội. Đúng rồi. Người ta không giúp mình được đâu, người đúng ta không rồi. Tìm với mình là mày có làm research không, người ta không làm thế. Thì nguyên tắc bản thân như thầy đi dạy, thầy vẫn rất muốn sinh viên nó làm nghiên cứu với thầy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thầy lại đi chủ động tìm nó. Thầy đi chủ động là thầy tổ chức seminar, rồi thầy đưa ra những cái topic này nọ để mà thầy tìm tụi sinh viên. Đúng. Nhưng mà có những người ta không chủ động làm cái chuyện đấy. Nó tùy theo cái style của từng người. Đúng rồi. Cho nên sinh viên mà muốn tập tành nghiên cứu hay là muốn làm cái này cái kia để mà mở rộng cái tầm nhìn của mình ra thì phải chủ động, hết sức chủ động. Em sau một năm làm với thầy thì có những cái kết quả nhỏ nhỏ nào đáng để ý, ví dụ như là báo cáo bài báo gì không? Thì bài báo thì cái nghiên cứu đó thì nó cũng chỉ là một cái nghiên cứu nhỏ nhỏ ban đầu thôi. Thì em gọi là được đi thuyết trình ở một cái regional conference thì nó cũng khá lớn, thế đúng cũng là một thành quả em không có, cũng là khá ngoài mong đợi. Thì ngoài cái việc đó thì em cũng biết thêm được rất là nhiều thầy cô khác ở trong department, rồi sau khi làm cái study đó thì thầy em cũng khá là interest về cái fieldwork, rồi cái nghiên cứu này, cho nên thầy đã mời em làm thêm cái study nữa ở kỳ này thì em đang làm, rồi có khả năng là sẽ được viết cái report để đưa lên cho
US Fishing Wildlife, tức là cái tổ chức chính phủ. Rồi em cũng có xin được làm thêm ở một chỗ, một cái research của cái nghiên khác của thế khác. À, cũng trong department luôn, cũng trong department luôn, nhưng mà có thể khác. Thì một lúc em là hai nghiên cứu, nhưng mà thực sự là từ một cái nghiên cứu rất nhỏ ban đầu thôi, nhưng mà nó cho được rất là nhiều thứ. Đúng rồi, nó sẽ mở đúng mở nhiều cái cửa ra cho mình, rất nhiều cơ hội. Ngoài cái cửa ra, nó sẽ mở ra cái kiến thức của mình, nó sẽ mở ra cái tầm nhìn của mình, nó sẽ mở đúng ra rồi. Và nó sẽ dần dần mình sẽ xác định được là mình thích đi cái chỗ này, mình thích đi chỗ kia. Đúng rồi. Thì cứ mỗi lần mình nhích một bước tới thì nó sẽ mở ra cho mình. Đúng rồi. Đấy là cái quan trọng, và thật sự cái đó là cái điều khó. Nên đúng là dù cho em bắt đầu cái chuyện đó trễ từ năm thứ 3, nhưng mà có vẻ như là cũng đang tốt, đúng không? Đúng. Vừa rồi viết xong bài báo, đúng không? Không phải bài báo, từ bây giờ em đang trong quá trình chuẩn bị thôi, tại vì study kỳ này vẫn đang làm. Từ là mình vẫn đang trong quá trình chuẩn bị là viết cái này thì em nghĩ là nó sẽ mất khoảng ít nhất là cũng phải kỳ sau thì mới có thể kiểu xong hết tất cả rồi mới submit được để cho người ta review. Cũng sẽ khá mất thời gian. Ok, đúng rồi, cái việc đấy thì đấy là cái những cái công việc thường nhật của những người mà làm nghiên cứu. Vâng. Mình bắt đầu vào thì mình bắt đầu càng sớm chuyện đó càng tốt. Vâng. Và nó có một cái đặc điểm nữa là, nhưng ở Việt Nam thì thời gian gần đây nó cũng, các trường đại học người ta cũng mở rộng cái cơ hội cho sinh viên nghiên cứu rồi. Và trong thực tế cho thấy thì từ những năm rất là lâu rồi cũng có những người rất là xuất sắc có bài, rồi sau đó bây giờ đi học PhD ở Mỹ, rồi nhiều người ở lại đây. Thì nói chung như nói thì vậy thôi, nhưng mà bản thân thầy đi dạy ấy, thật ra sinh viên nhiều đứa nó cũng không ý thức được cái chuyện đó đâu. Nhưng mà mình ý thức được để mà giúp cái đó, nó làm cho mình vượt bậc ra khỏi hẳn cái đội ngũ đó. Đúng thì rồi. Mình mới có mong cái cơ hội mà được xin được việc hay là học tiếp như thế nào. Đúng rồi. Thì em đã làm internship chưa? Dạ, em cũng làm internship được với công ty gần đây cũng nửa năm rồi. Nửa năm rồi, có nghĩa là bắt đầu em học năm thứ 3 là em vào em làm nghiên cứu, và sau đó là nửa một xong học kỳ là em xin được internship. Cũng tầm phỏng vấn intern là hình như là tầm đầu năm 3 gì đó. À, tức là nó cũng khá là ok. Thế thì em có thể kể sơ qua về cái việc xin internship, rồi cái công việc đi làm internship nó mang lại cho em những cái lợi ích, những cái giá trị gì không đối với bản thân? Cái quá trình xin internship thì em thấy nó cũng khá cực. Em thấy mình cũng khá may mắn. Thì mình cũng apply nhiều chỗ nhưng mà cũng không có nhận được phản hồi từ họ. Nhưng mà cũng là một phần cũng là nhờ các thầy cô trong department của em cũng là giới thiệu cho em là công ty này họ đang tuyển người đó, thì có muốn interview không thì họ sẽ cho mình vào list, thì em bảo là em thích thú thì em có đi phỏng vấn người ta, thì sau đó thì phỏng vấn xong thì hè này người ta gọi em qua làm. Rồi thì em cũng làm ở đó, họ cũng làm hết hè rồi, xong họ nói là thế em cũng muốn làm thêm kỳ thu nữa không, thì em bảo có làm thêm, thế họ cho em sang đi phát một cái, thì là em cũng làm đây nửa năm rồi, thì thực sự thì cái nửa năm nay nó cũng cho em khá nhiều kinh nghiệm, một là trong cái riêng cái bản thân cho mình trong môi trường làm việc, mình luôn phải cố gắng nỗ lực vì cái lợi ích của công ty, cái thứ hai là những cái kinh nghiệm, cái kiến thức mà trong trường học và nghiên cứu nó cũng là cho mình được, đó những cái em học được. Nó có một cái mà thầy nhân tiện là thầy nói, tại vì người ta cho em, người ta gia hạn cho em làm đúng không, thì thầy mới nhớ câu chuyện hai cô bé khoa toán. Nó đi internship, một đứa đi internship ở FBI, chi nhánh của FBI trên Florida, một đứa internship ở Alpha Insurance Company ở Montgomery. Và hai đứa đó là sau khi nó được đi internship xong là nó nhận offer luôn khi mà chưa tốt nghiệp học toán. Thì cái cơ hội nhá, phải để ý những cái lúc internship đó, có nghĩa là người ta gợi ý, người ta nhận mình để người ta làm, thì khi mà mình làm ở đó, mình có thể, em có thể gợi ý, em có thể tận dụng cái cơ hội em đang làm ở đó, em hỏi những người trên đó liệu là họ có job hay không. Bởi vì sao? Bởi vì người ta, khi mà người ta làm, em làm đó rồi, người ta biết em rồi, thì giả sử như có cơ hội người ta có job đó, là người ta sẽ nhắc nhớ mình. Được. Nhớ cái chuyện đấy nha, cho nên là phải mở rộng những cái cơ hội. Thầy có để ý một cái là gì? Em không đi xin internship mà em lại nhờ thầy, là vô tình được thầy cô giới thiệu, phải không? Được. Như vậy nó cũng là cái sự chậm chạp. Thứ hai, tức là mình phải chủ động. Đi, em có đi xin nhưng mà từ cùng lúc đó thì lại thầy cô bảo là ok. Chứ không phải không đi xin, em có đi xin. Mình đã trễ về cái chuyện nhìn nhận cái vấn đề xin làm nghiên cứu rồi internship này nọ, thì mình khi mà mình làm mình phải quyết liệt hơn nữa. Vâng. Mình phải làm càng nhiều càng tốt.
nó bùng lại chứ. Tại nhiên lẽ ra cái chuyện đó nó sẽ phải bắt đầu từ năm 2. Đúng rồi. Chứ không phải em bắt đầu sớm. Đúng rồi. Nhưng mà em bây giờ em bắt đầu trẻ thì em phải làm nhiều hơn nữa để em bù lại để có đủ cái kinh nghiệm mình theo kịp. Vâng. Thì đúng sau nửa năm thì em mình cũng gọi là để lại cái ấn tượng tốt của công ty. Em cũng gọi là supervisor của em cũng gọi là cũng ông cũng nói là ông muốn tuyển em, nhưng mà ông phải nói lại cấp trên xem như thế nào, cho nên em đang chờ đợi. Cái đó theo thầy nó là một cái điều rất là quan trọng đó. Em phải giữ liên hệ với ông đó thường xuyên, và mình phải làm sao mình làm việc tốt hơn để mà người ta thấy được cái thiện chí của mình. Vâng. Cái đó là quan trọng lắm. Vâng. Em cũng có chia sẻ với thầy về cái chuyện học, ngoài cái chuyện xin việc thì giờ em muốn cũng có một cái định hướng khác là định hướng đi học, đúng không? Vâng. Thì cái việc đi học sau đại học của em nó như thế nào? Bây giờ em đã chuẩn bị rục rịch làm hồ sơ gì chưa? Dạ, thì đúng là ý định ban đầu của em thì nó cũng chỉ là apply job thôi, nhưng mà sau khi được có cơ hội nói chuyện với các thầy cô ở trong department thì mình cũng ngộ ra nhiều điều là mình nên có những cái bằng cấp cao hơn để mà có thể gọi là cơ hội cái xin việc, cơ hội được việc làm mình cao hơn á. Thế nên là em cũng lại lần này lại hơi muộn trong cái việc chuẩn bị làm hồ sơ, nhưng mà cũng được thầy department chair gọi là offer một cái vị trí làm TA ở lại để học master. Okay. Cho nên em cũng có thể coi đó là một cái backup plan nhưng mà cái job nó không có thành. Coi như là đấy là một cái điều rất là tốt đó các bạn. Em anh phải hơn nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Dạ vâng. Tuy nhiên là vì nhờ cái việc làm nghiên cứu ở khoa này nọ mà được tạo ấn tượng tốt đối với thầy, thì thầy trưởng khoa đã có cái ý định nhận lại làm thạc sĩ, làm TA, có nghĩa là được hoàn toàn miễn phí hoàn toàn và thậm chí có lương, đúng không? Đó là một cái mình nghĩ rằng một cái cơ hội rất tốt, cho dù Choi không phải là một trường to. Mình muốn nhấn mạnh cái chỗ này, Choi không phải là một trường to, nó không phải là một trường research, nó là một trường teaching thôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó không có cơ hội tốt cho các bạn. Mình sẽ phân tích cái chuyện này để cho những em học sinh khi mà xin học bổng á, để ý. Tức là theo cái chương trình học undergrad như nãy mình nói là học đại học ấy và học master thì thông thường nó sẽ sàng sàng giống nhau. Cái sự khác biệt giữa trường nghiên cứu và trường giảng dạy, trường teaching và research nó chỉ có nằm ở cái level PhD thôi. Những cái trường mà research nó nhiều funding, nó ranking nó cao là nó nhờ vào cái chương trình PhD, chứ nó không nhờ vào cái chương trình undergrad. Cho nên những cái chương trình undergrad theo mình biết ở Troy có những chương trình rất là tốt, thậm chí master, ví dụ như vừa rồi có một cái chương trình về MBA và nó nằm trong top luôn, nằm một những chương trình tốt nhất ở Mỹ. Thì các bạn thấy, cho nên cái cơ hội mà dụ như thầy nhận em lại là một cái chuyện thầy nghĩ là rất là tốt. Và em cũng đừng có lăng tăng, hiển nhiên là em vẫn còn thời gian để em xin chỗ khác. Vâng. Nhưng mà em đừng có lăng tăng cái chuyện đó. Bởi vì sao? Làm ở những trường nhỏ là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ví dụ như em để ý nha, em làm ở Troy, em qua năm 3 em muốn làm với thầy, thầy sẽ cho em cơ hội, đã cho em cơ hội làm nghiên cứu. Tức là cái sự cạnh tranh để mà làm nghiên cứu của em nó sẽ giảm hơn rất là nhiều so với cái việc mà em đi học ở những cái trường mà cảm giác nó to hành tráng hơn. Bởi vì lúc đấy ở sự cạnh tranh đó nó khác. Đúng rồi. Sau đó em lên học master cũng vậy. Nếu mà em tiếp tục em muốn làm nghiên cứu master, đúng không, em muốn làm với thầy, dù ở đây thầy offer cho em đấy, thầy bảo ok có dự án sẵn cho em rồi, làm xong rồi có gì thầy cho viết báo, ví dụ em làm 2 năm, mỗi năm ráng cày được bài đi với thầy, thì coi như là 2 năm master em có 2 bài, em sau đó em lấy bằng đạp em đạp thẳng lên trên. Đúng. Là nó sẽ lợi ích hơn rất nhiều học master ở một cái trường to người ta đâu có care nhiều, có thời gian care nhiều đúng rồi, em đúng không, người ta muốn làm thì người ta kêu master, kêu PhD students nó làm, kêu trên mấy cậu master, đúng không? Đúng. Nên cái đó là một cái rất là quan trọng mà mình phải để ý. Đúng. Thì em thấy cái lợi ích của học ở Troy là được giáo viên rất là tận tình, mình gọi là cần sự giúp đỡ thì họ luôn gọi là sẵn sàng, đó, hỏi gì thì họ sẵn sàng, họ đưa cho mình những cái lời khuyên. Đó, đấy là cái em cảm thấy được là cái bây giờ của em nó như vậy. Các thầy cô rất là tỉnh, rất là sẵn sàng giúp đỡ. Ok. Thế thì nãy giờ chưa nói về cái major của em, cái chuyên ngành của em học, đúng không? Em có thể chia sẻ sơ qua về nó và những cái công việc mà của nó làm nếu như mà em đi làm ở industry như thế nào? Thì cái major của em thì nó đúng là môi trường nó sẽ nặng về nhiều về bio. Thì sẽ có một chút về toán, một chút về lý, một chút về hóa, nhưng mà nó sẽ nặng về bio, cho nên là nó
cũng sẽ khá là giúp ích mình khi mà mình đi xin việc ở những cái nhất là khi mà những cái công ty mà nó liên quan đến cố vấn về môi trường ha. Đó, những cái lớp học về giả sử như là đi quan trắc môi trường, hoặc là học về hệ sinh thái, hoặc là về mấy cây hoặc những con vật, những cái đấy nó rất, nó sẽ gọi là tất cả cái đó nó đóng góp vào cái công việc sau này của mình, cái hiểu biết sau này khi mà mình đi xin việc cái công ty. Nãy giờ cũng chưa nói, tức là bạn là học về môi trường, về khoa học môi trường. Thì mình có nhớ một cái kỷ niệm năm ngoái mình dạy có một cậu sinh viên học cũng khoa học môi trường. Cậu đấy là người Auburn, các bạn biết Auburn nó cách Troy khoảng tầm 1.5 tiếng, và ở đó có trường đại học Auburn rất là to. Nhưng mà cậu đấy quyết định là mình mới lạ, tại sao chẳng lẽ Auburn không có cái khoa môi trường? Chứ có, nhưng mà em thích học ở Troy hơn, và sau đó em muốn quay lại em học PhD ở trên Auburn. Thì nó, và lý do cậu đưa ra là bởi vì cái chương trình undergrad về môi trường của Troy khá là tốt. Thật ra nó có nhiều mình gặp nhiều sinh viên như vậy rồi, tức là không những môi trường mà nhiều ngành khác cũng vậy. Và học ở trường nhỏ các bạn biết, đừng có nghĩ là nó dở. Sinh viên của mình đấy, như mình nói, hai trường hợp đơn giản là xin việc ngay khi được internship, thậm chí những làm ở những công ty Google hay Facebook là năm nào cũng có, và xin PhD ở trường top chỗ nào gần như năm nào cũng có. Đúng rồi. Nên nó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân. Đúng rồi, phụ thuộc bản thân. Đúng rồi. Phụ thuộc bản thân. Và khi mà sinh viên đi học, nếu mình nhìn nhận đúng đắn hơn, chuẩn mực hơn về cái chuyện học và cái chuyện phát triển cá nhân trong bắt đầu từ năm 1 á, thì các em nó sẽ có cơ hội rất nhiều trong việc internship, rồi sau đó là tích lũy kinh nghiệm để xin việc. Đúng rồi. Nên là cái việc mà mình có một cái người gọi là chỉ dẫn, hướng dẫn như thầy Hòa ở đây nó rất là quan trọng. Ồ, thế à, đang quảng cáo cho thầy à? Ok, thì bây giờ mình sẽ nói sang cái chuyện xin việc đi. Xin việc thì em cũng đã xin việc và em đã có phỏng vấn rồi đúng không? Mặc dù bây giờ nó cũng chưa có gì gọi là sáng sủa, nhưng mà thầy nghĩ rằng em cũng có được những cái kinh nghiệm mà nó sẽ làm cho em tốt hơn trong lòng phỏng vấn sau. Thì em có thể chia sẻ sơ sơ về cái việc đó không? Về cái việc chuẩn bị hồ sơ này, rồi về cái việc chuẩn bị phỏng vấn và quá trình phỏng vấn như thế nào, và sau đó là những kinh nghiệm gì? Thực sự thì để mà xin việc thì một, trước khi đi phỏng vấn thì mình nên gọi là apply, hay gọi là trau chuốt cái bộ hồ sơ mình đi, gọi là phải trau chuốt cái cover letter với cả cái resume của mình để như thế nào mà từ cái đó mà họ nhìn được không chỉ là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm hoặc những cái qualification mình đã làm được, mà người ta nhìn được cái con người mình như thế nào, mà nó thực sự là nó có fit vào công ty hay không. Đó, thì sau cái lần phỏng vấn thì em khá là ngỡ ngàng là những cái câu hỏi của họ nó ngoài sự chuẩn bị của em, tức là em chuẩn bị những câu hỏi nó rất là chung thôi, ví dụ như là điểm mạnh điểm yếu, nhưng mà họ hỏi câu khá là chuyên sâu, khá là chuyên ngành, cho nên là đó là cái em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, là mình nên gọi là chuẩn bị kỹ càng hơn, không chỉ những câu hỏi nó là chung chung. Khi mà mình chuẩn bị phỏng vấn á, là nó phải, mình phải moi móc hết mọi thông tin về công ty đó, và mình coi thấy coi nó làm cái gì, hiển nhiên ai cũng biết cái chuyện đó rồi, coi nó làm cái gì, sau đó mình thậm chí đôi lúc mình phải bổ sung cái kiến thức về cái mảng đó nữa. Đúng rồi. Tại vì em học ở đại học thì nó không phải là cover hết mọi thứ. Đúng rồi. Nên là khi mà mình xem lần sau, để ý khi mà có phỏng vấn là phải moi hết, và những cái gì mà em không biết về công ty đấy, tức là những cái thuật ngữ về khoa học ấy, hay là những công việc em biết là em mới tìm hiểu trước. Đúng rồi. Để cho mình có một cái độ rộng nhất định. Đúng rồi. Về kiến thức. Thật ra cái đó xin việc nó rất là tốt, ở chỗ là đôi lúc nó tự mình kiểu như là review lại bản thân. Đúng rồi. Mỗi lần phỏng vấn xong thì mình tự nhiên mình thấy mình lớn hơn một chút. Đúng rồi. Đúng. Cho nên đúng, là cái việc đấy, xin việc là phải chuẩn bị và phải làm thường xuyên. Đúng rồi. Nói chung là không có vấn đề gì, rớt thì cũng là bình thường, nhưng mà phải chuẩn bị kỹ cái bộ hồ sơ, bởi vì hồ sơ của mình tốt và nó fit được với nhiều nơi thì mình sẽ có nhiều phỏng vấn và cơ hội của mình nó sẽ cao hơn. Đúng rồi. Thế thì qua cái quá trình xin việc, ngoài cái chuyện nó vấn đề về kiến thức, em thấy nó một số chỗ nó còn thiếu, thì theo em nó còn, em còn cảm giác em còn thiếu cái gì nữa không, ngoài cái chuyện kiến thức, tức là thiếu những cái gì mà lẽ ra là và sắp tới em cần phải bổ sung? Đúng là ngoài kiến thức thì cái kinh nghiệm phỏng vấn của mình, cái cách mà nói rồi cách trả lời khi mà phỏng vấn với người ta, mình em thấy khá thiếu. Tại vì là một là cái
được cái gọi là cái thực tập, cái Mock interview mock interview trước khi mình phỏng vấn. Cho nên là khi mà mình đến một cái gọi là cái real interview thì mình sẽ rất là bỡ ngỡ đó. Thế là nhiều khi mình nói những cái câu mà đáng ra mình không nên nói đó. Thì cái đó là nó là cả một vấn đề rèn luyện, chứ Đúng không phải rồi là đó. có những người rất là tự nhiên, dõm cách tự nhiên về chuyện đấy. Đúng. Họ không còn phải rèn luyện mà khi mà họ nói chuyện là người ta thích, Đúng nhưng rồi. mà đa phần là khi mà muốn interview tốt phải rèn luyện hết. Đúng rồi. Chứ nhưng mà ở trường nó có cái Career Center mà, ở đấy người ta chắc chắn người ta sẽ có người làm mock interview cho em. Sẽ có, nhưng mà em đúng là em chưa đến em bao giờ. Nên đấy đấy lại một cái thiếu sót Đúng rồi. nữa, Cái đấy là phải em tận dụng hết những cái nguồn lực ở trường, những cái như là Writing Center hay là Career Center, những cái chỗ đó là những chỗ mà người ta rèn luyện em, người ta bổ sung cho em những cái kiến thức em còn thiếu. Bởi vì cái chuyện học ở trên 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 học đó, chả ai nói em về cái chuyện xin việc, nhưng mà phải nhảy vào đấy, người ta revise hồ sơ cho em, người ta làm mock interview cho em, người ta góp ý cho em những cái gì ở trong đó nó có hẳn hết, có những người rất có kinh nghiệm, người ta sẽ chỉ dẫn cho em. Cho nên cái đó cũng đó là những cái free, Vâng. và các bạn không không để ý là những cái đó là nếu như những em nào mà học tự túc ấy, thì những đó là mình đã trả tiền cho cái đó rồi, dù không dùng vẫn phải trả tiền. Đúng rồi. Nhưng người ta tính hết rồi, chứ không có cái gì mà free ở nước Mỹ cả, nhưng mà mình không dùng á, mình mất tiền, mình không được cái gì Đúng rồi. cả đó. Đúng rồi. Cho nên là những cái đó phải rất là để ý, đặc biệt là những em thậm chí bây giờ học năm 1, năm 2 thì cũng nên bắt đầu làm quen với những cái đó. Đúng rồi. Tại vì thầy biết là ở trường có một cái trung tâm đấy, và nó thậm chí là ở đó có những người người ta vẽ ra cho em luôn. Ví dụ như em đến em nói chuyện với họ, em muốn đi làm cái này làm cái kia, thì người ta sẽ vẽ ra cho em, để mà có được những cái đó thì em mới cần những cái gì, những cái gì, những cái gì. Nó và đấy là cái phong cách thầy nghĩ rất là rõ của người Mỹ, tức là người ta có và người ta luôn luôn muốn xây dựng cho mình một cái path, và cứ Đúng. theo nếu người ta xác định được cái hướng đi của họ thì người ta sẽ xây dựng được cho họ cái path, và cứ thế mà họ họ cứ theo cái con đường đó mà họ đi. Đúng rồi. Thì có làm được như vậy thì coi như giống như một cái kim chỉ nam đó, mình sẽ đi nhanh hơn Đúng rồi. và mình dễ thành công hơn, nên em mới tận dụng mấy cái đó. Vâng. Ok, thế thì ngoài những cái chuyện đó ra thì em có thể chốt lại những cái lời khuyên hay là những cái chia sẻ gọi là từ phương diện của một người đi học, và em cảm nhận rằng là có những lúc mà em cảm thấy nó khá chậm, tức là có những cái điều gì mà để mình cần nên làm bắt đầu ngay, để sau này khi mà bắt đầu mình học năm 3, năm 4 rồi mình không cảm thấy hối tiếc nữa. Thì em thấy cũng có một điểm thôi, đó chính là nên học hỏi từ những người đi trước đó. Thì Học sớm, đúng rồi, học sớm. học hỏi từ người đi trước, học sớm, đúng rồi, để biết là mình cần cái gì cho cái tương lai sau này của mình. Giả sử mình cần apply job chẳng hạn, vậy mình cần cái gì, master mình cần cái gì, đó đó là cái mình cần. Rồi đừng đừng quá chú trọng vào việc học. Đúng là mình nên chú trọng vào việc học, nhưng mà đừng 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 chỉ lấy việc học làm trung tâm. Mình cần rất nhiều các thứ khác, mình cần phát triển bản thân, cần phát triển thêm những cái kỹ năng, những kiến thức đó. Cái phát triển bản thân là cái rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vì sao mà khi mà thầy 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 nhớ buồn cười lắm, thì đi xin job ấy, có mấy người bạn người ta nói mà đi phỏng vấn mình mà mình thua người Mỹ là biết sao, bởi vì mình không thể nói hay được, không thể nói phóng đại được. Tức là người Mỹ đôi lúc nhà bảo là nhiều cậu hồ sơ cậu yếu lắm, nhưng mà vô nói là nói hay, họ nói như trên trời đất hay lắm. Thì đó là một cái lò kỹ năng Đúng rồi, ấy. đúng rồi, đúng Cho nên là lúc mà khi mà phỏng vấn xong phải bảo chà, cái hồ sơ mà viết kiểu này mà theo cái văn hóa Mỹ nó như vậy á, là có nghĩa là anh này anh viết cứ khơi khơi, anh ngại mà anh không viết nhiều, thì cuối cùng mà người Mỹ người ta nhìn vô mày chả có cái gì hết, phỏng vấn làm gì. đúng rồi. cho nên là cái việc xin việc hay là này nọ, hay là thậm chí cái chuyện học của em cũng vậy, nó phụ thuộc rất nhiều về cái sự hiểu biết về văn hóa. Cái văn hóa học, cái văn hóa xin việc của từng nơi nó khác nhau, cho nên khi mà mình thông thường mình qua bên nước ngoài thì mình nên hòa nhập vào cái văn hóa đấy, nó càng nhiều càng càng sớm càng tốt, Đúng rồi. để mình mới cảm giác là mình đang đi cùng trong cái flow với họ.
mình không có phải là đến để ta học xong rồi ta về. Đúng rồi. Mà nếu mà ta muốn, ta ra đến học xong về cũng tốt thôi, nhưng mà mình tự nhiên mình không hòa nhập vào cái văn hóa đấy, tự nhiên mình cảm thấy mình lạc lõng. Đúng rồi. Và tự nhiên đùng một phát mình bảo bây giờ tôi muốn ở lại thì lúc đấy là đâu có kịp nữa. Không kịp nữa, thế em buồn rồi. Vậy đúng không? Đúng rồi. Cho nên thôi thì bây giờ em vẫn có thời gian ở đây, em vẫn còn và vẫn ít nhất là trước mắt em nó có cái cơ hội học master, ít nhất ở đâu đó không biết, nhưng mà ở Troy là có rồi đó, đúng không? Troy là có. Thì coi như là phải tận dụng cái khoảng thời gian đó để mà mình phát triển cá nhân tốt hơn. Thầy nghĩ rằng thầy nghĩ rằng là cứ làm đi, làm tốt từng bước một rồi sau đó mọi thứ nó sẽ mở ra cho em. Dạ vâng. Đúng rồi. Thì em nghĩ như vậy thôi, tại vì em cũng quen một vài người cũng học master cho em, cũng ngành của em. Sau đó cũng xin được PhD ở Virginia Tech. Dạ. Cũng rất nhiều trường to. Có gì đâu, bình thường mà. Đúng. Cho nên thầy cũng nhắc lại là những cái chương trình đó mình học ở những nơi vừa phải, nhưng mà cơ hội của mình phát triển cá nhân nhanh. Nó tốt hơn nhiều. Đúng. So với những trường khác. Đúng. Phát triển cá nhân ở đây không phải là phát triển kỹ năng ngoài những cái kỹ năng gọi là chém gió này nọ, nhưng mà phát triển về cái công việc của mình nó nhiều hơn. Đúng rồi. Mình làm càng nhiều việc thì coi như là kỹ năng của mình nó sẽ được xây dựng càng vững chắc hơn. Và những cái đó khi mà đưa đi làm á, hoặc là xin PhD thì người ta cực kỳ đánh giá cao. Đúng rồi. Ok. Thôi thì mình muốn cảm ơn bạn này một lần nữa, và mình hy vọng là những cái chia sẻ thật lòng của em á, nó sẽ giúp ích cho những em đang học hoặc là chuẩn bị qua học ở đây. Nói chung là cái mục đích là làm sao nó có càng nhiều thông tin quý, nói chung là bổ ích để cho những người, khi mà những người đi sau người ta có những cái thông tin tốt thì người ta sẽ xây dựng cái con đường đi của họ nó tốt hơn. Vâng. À, em cảm ơn thầy đã mời em đến buổi phỏng vấn hôm nay. Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn nhé. Hôm nay để chốt lại mình xin nói sơ sơ là các bạn thấy xung quanh toàn là cây gỗ lung tung tung, bởi vì hôm nay mình phỏng vấn em ở trong gara, nó khá là lạnh cho nên hai thầy trò phải mặc áo ấm và uống trà. Ơn trước này là nó có cái cưa đúng không các bạn? Đó, cái cưa của mình đây là cái gọi là cái xưởng của mình. Vậy nhá, lần sau mình sẽ làm cái video khác cũng ở chỗ này. Mong các bạn là hãy share, subscribe nếu mà thích nhé. Bye bye.